chào, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đồng Tài phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Kính thưa quý vị, trong tháng 11 này thì chương trình Siêu Quậy Tí Hon xin đặc biệt gửi lời chúc mừng ngày 20 tháng 11 đến tất cả quý thầy cô, những người đã góp phần để đào tạo rất nhiều những thế hệ trẻ, giúp các em cao lớn, khỏe mạnh và thông minh hơn nên người. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Việt Lâm, 1 tuổi, cân nặng 12kg, sở thích trò chuyện với người khác. Hạng Rùi, thí sinh Mai Phương, 4 tuổi, cân nặng 19kg, thích đi công viên và thích nghịch cát. Hạng Nặng, thí sinh Vĩ Tuấn, 6 tuổi, cân nặng 29kg, thích chơi trò chơi điện tử. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Quốc Khánh, 1 tuổi, cân nặng 10kg, thích ăn bánh và khám phá xung quanh. Hạng Rùi, thí sinh Vũ Đạt, 4 tuổi, cân nặng 22kg, thích xem phim hoạt hình trước khi ngủ. Hạng Nặng, thí sinh Minh Thư, 6 tuổi, cân nặng 25kg, thích bơi lội và chơi trò chơi trên vi tính. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Đức Sơn, 1 tuổi, cân nặng 12kg, thích xem ca nhạc khi ăn và thích nghịch phá đồ đạc. Hạng Rùi, thí sinh Trọng Bằng, 4 tuổi, cân nặng 22kg, thích ngậm tay, thích ăn kẹo và rất thích đi chơi. Hạng Nặng, thí sinh Minh Nhân, 6 tuổi, cân nặng 26kg, thích vẽ, thích bơi và chơi trò chơi xếp hình. Tất cả các thí sinh đã sẵn sàng rồi. Chào mời quý vị hãy cùng với Đình Toàn cùng tham gia chương trình Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Giải vô địch Hạng Long giải đấu dành cho các thí sinh nhỏ tuổi nhất của cả ba đội. Và ngày hôm nay các thí sinh sẽ cùng đến với chúng ta trong phần thi đua xe đẩy tranh giải quán quân. Các thí sinh sẽ được mẹ đặt vào vị trí, sau đó cùng xuất phát. Ai về đích đầu tiên nhận được 3 điểm, 2 điểm cho người về nhì và 1 điểm cho người về cuối cùng. Đầu tiên thì Đình Toàn xin cảm ơn các chị đã hỗ trợ các thí sinh phần thi này. Chào mời các chị đặt các bé vào vị trí. Và phần đua xe đẩy bắt đầu. Rồi các con đẩy lên. Con đẩy lên. Về ba kìa. Về ba kìa. Lên đây nào. Lên, ba kìa. Mẹ đi. Con, quay về đẩy xe. Xe lên cho ba đi. Đẩy xe lên. Để con em đẩy xe lên. Con đẩy xe lên. Hả? Mẹ kia, đẩy xe lên. Rồi con, bên đây, con đẩy xe lên nha. Đẩy lên. Rồi màu đỏ quay trở lại. Rồi đúng rồi, đem lại đây cho chú Toàn. Rồi để lên con, để lên. Rồi Bin ơi, sao đẩy xe lên cho chú Toàn, đẩy lên con, đẩy lên. Rồi con đẩy. Con dịch xe đi, dịch xe luôn. Ráng lên con, ráng lên. Rồi. Rồi, em dịch xe đi. Dịch xe. Rồi, thôi bây giờ mời các chị cùng ẵm các bé ra ngoài này với Đình Toàn.
Thưa quý vị, sau rất nhiều những khó khăn và vất vả thì thí sinh của đội màu vàng đã đẩy được xe về đến đích và nhận được 3 điểm về cho đội màu vàng. Thí sinh của đội màu xanh và đội màu đỏ không đẩy xe, mỗi bạn nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Và bây giờ được tạm mời quý vị hãy đến với giải vô địch hạng đuôi. Kết thúc phần thi đua xe đẩy tranh giải quán quân, đội màu đỏ 1 điểm, đội màu xanh 1 điểm, đội màu vàng 3 điểm. Chúc mừng đội màu vàng. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng đuôi. Nào, các con thích chơi đá banh không? Bạn gái thích chơi đá banh không? Vậy chứ bạn gái thích chơi trò chơi gì? Barbie với là búp bê. Ờ, đúng rồi. Mấy bạn gái thường thích chơi búp bê nè, búp bê Barbie đúng không? Wow. À, thôi bây giờ chúng ta không chơi đá banh, cũng không chơi búp bê. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi khác của siêu quậy tí hơn. Trò chơi mang tên ném bóng vào xô. Các bạn, khi nào chúng ta chưa bắt đầu, các bạn sẽ bước lên mặt trên này. Chúng ta sẽ cầm lấy một quả bóng và chúng ta thảy vào trong chiếc xô của đội mình. Mỗi vỏ banh của các bạn có 20 quả banh. Cho nên sau khi thời gian kết thúc, chú Toàn sẽ bắt đầu đếm banh ở trong xô. Ai thảy được nhiều quả banh vào trong xô nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Nhớ nha. Cho nên phải tay phải dẻo dè lên, mắt phải nhìn cho chính xác. Bây giờ ba bạn bước lên vị trí của mình đi. Phần thi ném bóng vào xô bắt đầu. Nhìn thật chính xác vô, nhắm thật kỹ vô. Wow, lẹ lên. Wow. Oh, wow. Ném bóng. Wow. Wow. Ném bóng lẹ lên con. Wow. Con bước tay không thì lẹ lên. Rồi. Con chờ xem. Em hết bánh con luôn. Wow. Đá lên. Đây cuối cùng. Không có được, không có được. Rồi, em đi. Ăn nào, bây giờ thì các bạn xách cái xô banh của mình theo chú Toàn. Đầu tiên, xô banh của bạn còn ném vào được bao nhiêu trái đây? Một trái. Và con nhận được 1 điểm về cho đội màu xanh. Đội màu vàng, con ném được mấy trái banh đây? 1, 2, 3. 3 trái banh. Và con nhận được 2 điểm về cho đội màu vàng. Cô gái đội màu đỏ rất giỏi, con nhận được 1, 2, con đếm đi. 3, 4. 4 trái banh và con nhận được 3 điểm về cho đội màu đỏ. Yeah. Cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với giải vô địch hạng long. Phần thi ném bóng vào xô, đội đỏ vươn lên 4 điểm, đội xanh 2 điểm và đội vàng 5 điểm. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch hạng long. Và ngày hôm nay các thí sinh lại đến với một phần thi rất quen thuộc, thi uống sữa. Trong vòng 2 phút 30 giây, các thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60 ml. Ai uống trước nhận 3 điểm, người về nhì được 2 điểm, người cuối cùng được 1 điểm. Vậy bây giờ thì phần thi uống sữa bắt đầu. Tới giờ uống sữa rồi. Em ngồi uống sữa nè. Nè, con nằm xuống. Bé đắp cái tay lên mày hình cái mặt này bé. Rồi. Wow, đội màu xanh. Màu đỏ. Không đây có hả? Wow.
thôi đi chơi đi. Có uống không vậy? Rồi dốc cao bình sữa lên con. Sơn ơi, Sơn ơi, đây nè, tới đây à. Em uống sữa đi, em uống sữa đi. Chúng ta sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đâu nào, chúng ta xem bình sữa của đội màu đỏ. Wow. Cảm ơn mẹ. Rồi, cảm ơn con. Bình sữa của đội màu xanh cho chú Tàng mượn đi. Cho chú Tàng mượn. Cho chú Tàng mượn. Thôi đổi đi. Đổi nè. Đổi nè. Nè, cho con cái này nè. Cho con này nè, cho chú Tài mượn bình sữa xem. Nào chú Tài xem coi. À, còn khoảng 35ml. Rồi, con uống tiếp. À, 40ml. Rồi, như vậy thì kết quả của chúng ta sẽ là đội màu vàng con sẽ nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Hai điểm dành cho đội màu xanh. Sam ơi, Sam, về với chúng ta, về đây, về đây, về đây, về đây, về đây, nhanh lên, về đây, Sam ơi. Và 3 điểm dành cho đội màu đỏ. Chúc mừng cả 3 thí sinh đã hoàn tất phần thi của mình. Và mời quý vị hãy cùng đến với giải vô địch hạng ruồi. Phần thi uống sữa kết thúc. Đội đỏ 7 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng 6 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng ruồi. Sao, chàng trai đội màu vàng, ở nhà con có em bé không? Có. Con có mấy em bé? 2 em bé. 2 em bé, vậy con có bao giờ thay tã cho em bé chưa? Có. Dạ có, giỏi lắm, con thay tốt không? Vậy còn bạn gái đội màu đỏ, ở nhà con có em bé không? Dạ có. Con có mấy em bé? Dạ 4 em bé. 4 em bé, em bé của con mấy tuổi rồi? Tuổi. Vậy con mấy tuổi rồi? Dạ 4 tuổi. Con 4 tuổi, em bé của con chắc là 5 tuổi. Khoan đã, em bé của con là em bé thiệt hay là búp bê? Là búp bê. Trời ơi, là búp bê. Vậy con có đút cho em bé ăn không? Dạ có, ăn cháo. Con còn đút em bé ăn cháo nữa hả? Wow. Thế còn đội màu xanh, ở nhà con có giúp ba mẹ không? Rồi con giúp ba mẹ làm gì? Rồi thôi được rồi. Chú Tàng cảm ơn cả ba bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào một phần thi rất quen thuộc của siêu quậy tí hon. Chúng ta sẽ phần thi thay tả. Trong vòng 2 phút 30 giây các bạn sẽ tháo tả cũ của em bé ra, bôi phấn ở mặt trước, mặt sau, sau đó thay vào một cái tả mới cho em. Ai làm nhanh nhất và đúng nhất nhận được 3 điểm. 2 điểm dành cho người về nhì và 1 điểm dành cho người cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ tặng cho mỗi bạn một cái tả mới nào. Đây, của con. Và 2 phút 30 giây bắt đầu. Rồi, mở tả cũ của em bé ra nào. Bôi phấn cho em.
Ở phía dưới, ở phía sau. Con bôi phấn cho em chưa? Đúng rồi, tìm lấy miếng băng dính ở phía sau và dán vào. Và ai mà tả cho em bé xong thì chúng ta ẩm em bé lên nha. Dán vào. Đúng rồi con. À, em bé ra đây. À, bé ra đây. Wow, cả ba bạn đều mặc tã xong rồi. Chúng ta cùng kiểm tra xem. Đầu tiên là đội màu vàng. Đây là mặt trước. Đây là mặt sau. Rồi, chú Toàn đồng ý. Đội màu xanh. Mặt trước. Mặt sau. Phát hiện luôn, bạn còn có một chiêu bôi phấn mới là bôi phấn lên mặt em bé luôn. Wow. Coi nè, mặt đã hàm. Rồi. Của bạn gái đâu? Mặt trước. Mặt sau. Rất đẹp. Cả ba bạn đều mặt tả rất đẹp. Nhưng thứ tự thì khác nhau, cho nên chúng ta sẽ có điểm số khác nhau. Đội màu đỏ, con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Yeah. 1 điểm thuộc về đội màu vàng. Đội màu xanh, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Rồi, cảm ơn cả ba bạn. Và bây giờ mời quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Phần thi thay tả, đội đỏ 9 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng cũng 7 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Nào, ba bạn thí sinh, sắp đến ngày 20 tháng 11. Tháng này đó là ngày quan trọng. Bạn có biết ngày 20 tháng 11 là ngày gì không con? Ngày tới thầy cô. Ồ, đúng rồi. Ngày tới thầy cô là lúc mà chúng ta vào trường học. Chúng ta gửi đến thầy cô của mình những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô mạnh khỏe để nuôi dạy chúng ta nên người, đúng không nào? Vậy thì khi đến trường học, chúng ta phải học như thế nào? Ngoan học giỏi nghe lời cô. Wow. Vậy còn khi ở nhà, mình phải như thế nào hả đội màu đỏ? Giúp ba mẹ. Giúp ba mẹ rồi, có nghe lời ba mẹ không? Đúng rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ mời các bạn cùng chơi một trò chơi có liên quan đến ngày 20 tháng 11. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi mang tên Sẵn sàng đến trường. Khi nào có hiệu lệnh của chú Toàn thì các bạn sẽ chạy lên, ngồi xuống bục, mang một đôi vớ vào, nhớ là 2 chiếc vớ. Sau đó mang đôi giày vào, nhớ 2 chiếc giày. Sau đó chúng ta chạy thật nhanh lên bục trên này, nhanh chóng đeo ba lô vào. Khi nào đeo được ba lô rồi thì chúng ta sẽ nhanh nhẹn chạy trở về và ngồi vào cái bục của mình. Ai ngồi xuống trước sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ trò chơi này cần đôi chân chạy thật nhanh, đúng không? Khởi động chân đi nào. Bắt trước chú Toàn, khởi động chân của mình đi. Đổi màu vàng, đổi chân khác, đổi chân khác. Lắc không luôn. Đúng rồi. Bây giờ thì sẵn sàng đến trường. Bắt đầu. Con ngồi lên bục, ngồi lên bục. Oh, chị mới phát hiện nha, bạn áo vàng không nghe lời chú Toàn rồi. Cố gắng mang đôi vớ vào. Chúng ta lớn rồi, phải làm được những việc mà mình có thể làm được để phụ giúp cho ba mẹ nào. Sau khi mang vớ xong thì các bạn sẽ đi qua mang giày. Ngồi xuống mang giày vào. À đúng rồi. Nhanh tay lên nào. Chạy lên. Đeo ba lô vào. Ai đeo vào xong thì mới chạy về nha.
đỏ xanh. Bạn trai màu vàng, chúng ta không gì phải vội vã cả, bởi vì hai người bạn của mình đã làm xong công việc rồi, còn có từ từ thôi. Quan trọng là sau khi chơi trong ngày hôm nay, con sẽ biết được cách bàn nhớ bàn giày tốt nhất nè, đúng không nào? Một chiếc giày nữa. May quá, cuối cùng cả ba bạn đã xong việc của mình rồi. Nào cả ba bạn đứng lên, bước ra đây với chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta công bố điểm của cả ba bạn đây. Đội màu đỏ và đội màu xanh, các bạn làm rất nhanh. Tuy nhiên, việc ngồi xuống bục đầu tiên thì thuộc về đội màu đỏ. Và bạn nhận 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh, con sẽ nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Con nhận trai đội màu vàng. Ở nhà ai mang vớ cho con? Con tự mang. Sao lần này con mang chậm vậy? Chúng ta sẽ cố gắng mang nhanh hơn ở lần sau nhớ nha. Và con nhận vớ này hơi chật. Nó hơi chật cái chân của em đúng không? Và bây giờ con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng ở vòng thi thứ hai. Nào, đặt tay lên nào. 1, 2, 3. Sẵn sàng đến trường. Kết thúc phần thi này, đội đỏ 12 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng 8 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Nào, ba bạn, chúng ta lại tiếp tục nói về ngày Tết thầy cô ngày 20 tháng 11. Bạn màu đỏ, nói chúng ta nghe, ở trong trường con học cô giáo hay là thầy giáo? Cô giáo. Cô giáo trong trường dạy con điều gì? Viết bài. Gì nữa? Chơi trò chơi. Ồ, dạy viết bài, dạy chơi trò chơi. Vậy con có thương yêu cô giáo mình không? Thương. Đúng rồi. Thế còn bạn trai màu vàng, con học cô giáo hay thầy giáo? Cô giáo thầy giáo. Cô giáo thầy giáo luôn. Còn cô thầy giáo dạy con điều gì trong trường? Học vẽ, học bài, tập viết, tập đọc. Wow, nhiều thứ vậy sao? Vậy còn bạn gái, có bao giờ con tặng quà cho cô giáo của con không? Có. Con tặng cái gì? Bông hoa. Ồ, chắc là rất là đẹp. Đây, ngày hôm nay trong siêu quậy tí hon, chú Toàn sẽ bày cho các con một cách tặng quà cho thầy cô giáo nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần thi mang tên Cẩm Hoa. Mỗi bạn sẽ cắm một giỏ hoa sao cho thật đẹp. Và chúng ta sẽ dành tặng cho các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Nhớ nha, trong vòng 2 phút 30 giây, ai cắm nhanh nhất, cắm được tất cả các số hoa các bạn có trên bàn thì các bạn sẽ được 3 điểm. Người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Nhớ nha, cắm cho đẹp lên nha. Nào, bây giờ thì việc cắm hoa bắt đầu. Nào, cắm từ từ cho đẹp lên thôi, để chúng ta coi đẹp lên nha. Cắm giỏ hoa cho thật đẹp lên nào. Quay giỏ hoa ra. Wow. Cắm tiếp đi con còn hoa kìa. Làm gì cuối cùng hả chàng trai màu vàng? Dán giùm chữ Toàn cái bảng chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam vào đi. Con dán vào. Đúng rồi. Oh.
kết thúc rồi. Không cần đến 2 phút 30 giây. Chúng ta cùng xem ba bình hoa của các bạn nào. Đội màu đỏ, cái này là xu hướng cắm hoa thẳng đứng nè. Bạn cứ in vào, thế là xong. Bạn gái chúng ta rất đẹp. Còn chàng trai đội màu vàng không có gì vội vã cả. Và lần này con lại tiếp tục nhận được một điểm về cho đội của mình. Hai điểm thuộc về đội màu xanh. Và 3 điểm dành cho đội màu đỏ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng xem siêu quậy tí hon kết quả cuối cùng. Phần thi cắm hoa kết thúc, đội đỏ 15 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 9 điểm. Chúc mừng cả 3 người chơi. Kính thưa quý vị, và bây giờ là kết quả của chương trình siêu quậy tí hon ngày hôm nay. Đội màu vàng với 9 điểm nhận quy chương đồng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 900.000 đồng. Đội màu xanh với 11 điểm nhận quy chương bạc, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 1.500.000 đồng. Và chúng ta chúc mừng đội màu đỏ với 15 điểm nhận quy chương vàng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 3.000.000 đồng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình siêu quậy tí hon. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Chào tạm biệt và đừng quên giờ phát sóng của chúng ta lúc 19h17 hàng tuần trên HTV7.